Tin cốt là gì? Những hot trend trên mạng về tin cốt. Những năm gần đây tin cốt xuất hiện ở khắp nơi trên mạng xã hội, vậy bạn đã biết và hiểu rõ về khái niệm tin cốt chưa? Hãy cùng Anibook tìm hiểu về tin cốt trong bài viết dưới đấy nhé. Tin cốt là gì? Tin cốt là gì? Tin cốt là một thuật ngữ dùng để chỉ một dạng chính tả không chính thức. Công dụng chính là dạng chữ này chính là mã hóa. Nguồn gốc của tin cốt từ mạng xã hội và một số game online phát triển khác. Có thể nói đây là một phát minh của giới trẻ khi nhắn tin với nhau tránh để phụ huynh phát hiện. Cũng có thể nói đây là sự sáng tạo của giới trẻ vào thời điểm những năm 2000 đến 2005 khi mạng xã hội chưa thịnh hành. Những thứ gắn liền với chúng ta là chiếc điện thoại phổ thông như cục gạch, tin nhắn trên những chiếc điện thoại này chỉ cho giới hạn 160 ký tự một tin. Việc sử dụng tin cốt có thể giúp cho người gửi truyền tải đầy đủ suy nghĩ muốn truyền đạt. Tinh cốt được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ tuy nhiên với những ai không quen và chưa từng sử dụng tinh cốt thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc mã hóa nó. Một số ví dụ về tinh cốt, tinh cốt và những góc nhìn. Tinh cốt và những góc nhìn. Có thể thấy rõ đối tượng thường xuyên sử dụng tinh cốt là các bạn trẻ. Về phía cộng đồng mạng họ cho rằng những ai hay dùng tinh cốt là trẻ con chưa trải sự đời mà chỉ thích thể hiện. Vậy nên cộng đồng mạng thường gọi ai sử dụng tinh cốt là trẻ trâu trẻ nghẽ. Nhiều bạn trẻ cho rằng tinh cốt theo kiểu như ngày xưa thì các bạn còn có thể đọc và dịch được còn càng ngày tinh cốt đã trở nên khó khăn với cả những bạn trẻ. Vì như những câu chữ có thể biến thành con số. Điều này khiến cho nhiều người khi đọc những dòng tinh cốt phải lắc đầu ngán ngẫm và tỏ ra khó chịu trước hành động này. Một số người lại cho rằng khi nhìn những dòng tinh cốt họ lại cảm thấy có chút lâng lâng vì dường như ký ức về một thời dùng điện thoại cục gạch nhắn tin với đám bạn lại ùa về. Và tinh cốt sẽ không bao giờ biến mất vì đến độ tuổi tin của các em học lớp 9. Mời các em sẽ có nhu cầu sử dụng tinh cốt rất nhiều. Tinh cốt không xấu nếu người sử dụng nó biết dùng đúng lúc và đúng đối tượng. Một số ví dụ về tinh cốt. Chuyển một số chữ cái sang chữ cái khác. phf F, NG, GQ, GZ, C, A, Q, -v -r Viết tắt 0, A, A, M, E. Chuyển chữ cái sang số O, 0, E, A, I, 1, A, 4 dùng những ký tự đặc biệt để chỉ dấu dấu sắc dấu huyền dấu nặng dấu hỏi dấu ngã á. dùng những ký tự đặc biệt để chỉ chữ e cộng e viết tắt đặc biệt nhỏ hơn ba bằng trái tim btoi bằng biết rồi ghép các chữ cái đầu tiên trong cụm từ chs bằng trả hiểu sao klq bằng không liên quan gato bằng ghen ăn tức ở viết tắt cụm từ tiếng anh btw bằng bi ai nhân tiện LOL bằng lo out lao cười lớn. Dùng từ tiếng Anh đồng âm, thứ hai thứ ba, thứ hai, thứ ba. Một số kiểu viết tắt khác như mã số bằng mới, BT bằng biết, VX bằng vẫn, NX bằng nữa, Z bằng vậy. Một số lợi ích của tinh cốt. Khi viết tắt các con chữ các thao tác nhanh hơn và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu là người thường xuyên dùng tinh cốt thì chứng tỏ bạn là người cập nhật xu hướng của giới trẻ rất tốt. Gen Z sử dụng tinh cốt như thế nào? Tin cốt không xấu Tin cốt không xấu nếu người sử dụng nó biết dùng đúng lúc và đúng đối tượng. Nếu bạn đem tin cốt sử dụng với bố mẹ, ông bà những người của thế hệ trước thì họ sẽ không thể tiếp cận. Đây là những thế hệ ít sử dụng mạng xã hội như giới trẻ thế nên họ cũng không thể hiểu được những gì mà bạn đang nói. Một số bạn trẻ không quan tâm đến đối tượng, hoàn cảnh vô tư sử dụng tin cốt điều này vô tình khiến cho người lớn cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên trước khi sử dụng chúng ta cần cân nhắc đối tượng, liệu khi bạn dùng nó có biến mình thành một người vô duyên hay không? Cách tốt nhất là hãy sử dụng nó với bạn bè của mình, đừng sử dụng với người lớn. Giao tiếp là một trong những kỹ năng cơ bản mà ai cũng cần phải rèn luyện và thực hành nó mỗi ngày. Lời nói dễ nói ra nhưng không thể rút lại được vậy nên trước khi nói điều gì đó bạn cần phải cân nhắc. Tinh cốt mặc dù là sự sáng tạo của giới trẻ, nó thể hiện sự năng động, sự sáng tạo không ngừng nghỉ của bạn trẻ. Tuy vậy chúng ta cũng nên sử dụng nó sao cho phù hợp với bối cảnh dùng tinh cốt không xấu nhưng nếu dùng không đúng bối cảnh sẽ khiến cho mọi người sẽ không có ấn tượng tốt đẹp với người dùng tinh cốt